Tới giờ tổ trực phát cơm, mỗi người đem đồ đựng cá nhân đặt vào chỗ mình. Người phát khẩu phần của tổ trực sẽ khuân thau cơm đến tận từng tổ, rất là văn minh văn hóa. Đây là giai đoạn cam go nhất. Nếu khi tổ trực chia cơm cho thau, và hàng mấy trăm con mắt đứng ngó xem cái người chia cơm từ chảo ra ở các thau có công bình hay không, nghĩa là anh chàng chia cơm ấy có nén cơm vào cái thau của tổ ăn cho được rơi cơm hơn là các thau khác hay không, thì khi người trực chia cơm cho tổ, chia thau cơm ấy cho 10 phần ra 10 tổ viên cũng không kém phần cam go. Cãi nhau là chuyện thường. Giả dụ mà có cân, chắc chẳng có ai ngại ngần mà không có đem 10 phần cơm rau ấy lên cân trước khi nhận. Lâu ngày chày tháng, đa số các tổ đều chế ra một thứ dụng cụ mà tù đặt tên là cánh sụp cánh xòe. Từ ngữ này trước kia Việt Cộng dùng để gọi loại oan tạc cơ của Mỹ. Dụng cụ chia cơm có tên là cánh sụp cánh xòe hiện nay là 10 miếng tôn nhỏ được cắt theo hình những cánh quạt. Đáy của mỗi chiếc tôn có độ cong ăn khớp với lại đáy thau. 10 miếng tôn nhỏ đó đều bám lấy một trục chính. Khi chia cơm, người trực tổ chỉ việc nhận cái trục vào giữa thau cơm. 10 miếng tôn sẽ cắt chậu cơm thành 10 phần bằng nhau. Khi chia xong phần cơm sẽ chia đến phần rau và nước muối. Để quyền lợi được thỏa mãn đồng đều đã tốn cả 15 phút đồng hồ. Những người ăn ít như là Vĩnh thì việc ăn uống ít thành vấn đề. Nhưng với những tay lực lưỡng như là Vương Đắc Vọng hoặc to con như là Phan Lâm, sĩ quan Cục An ninh Quân đội của khối 1, cận vệ của cựu Tổng thống Thiệu ở khối 3, Đỗ Duy Tích của khối 2, thì việc ăn uống quả là gay go. Với sức vóc của họ, hai bát cơm gạo mục thêm tí rau muống vào thì có thấm vào đâu. Do đó mà họ phải đi nhặt nhạnh đủ thứ rau cỏ, sắn khoai đầu thừa đuôi thẹo mỗi khi được lao động gần bếp tiểu đoàn hoặc trung đoàn để đem về trại ăn thêm. Thường mỗi bữa sau khi nhận phần cơm tiêu chuẩn, họ dồn tất cả vào một cái xô gò, rồi chung lộn với những cái thứ lượm lặt, rồi đổ cái nước nấu lên như là nấu một cái nồi cắm heo. Phải ăn một nồi xà bần như thế họ mới tạm gọi là được chặt bụng. Lâu lâu trong tổ có một người đau phải ăn cháo, dù không nói ra nhưng trong bụng ai cũng mừng. Phần cơm hôm ấy 9 người còn lại mỗi người ít ra cũng thêm một thìa. Dù sao chỉ một thời gian ngắn sau đó, do ý kiến của một bài ăn tiến bộ, chuyện người bệnh không ăn cơm đã được đem ra mổ xẻ trước khối. Kết thúc việc mổ xẻ là nghị quyết chung của tập thể. Theo đó, những người đau ốm không đi lao động phải ăn cháo và tổ trực chia cơm tự động cắt đi một phần cơm của tổ có người đau để chia đều cho hơn 100 người khỏe mạnh. Vậy là công bằng và không có ai cảm thấy mình bị bóc lột. Cái ăn trong đại học tập hợp này của xã hội mới thê thảm như thế. Nhưng hôm nay mọi người lại chia cơm chia canh thật nhanh. Cái vui có tí đường, tí thuốc hút làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và dễ tính hơn ngày thường. Và lại mọi người còn phải tranh thủ ăn cơm sớm để đi lao động vào lúc 1 giờ và trở về sớm hơn mọi ngày 2 tiếng, nghĩa là sẽ trở về trại vào lúc 3 giờ để lên lớp nghe quản giáo quán triệt sơ bộ về bộ phim sẽ được coi tối nay. Cả buổi trưa Vĩnh và tổ A3 phải khuân ra khỏi hai connect hơn 200 đạn pháo. Hai connect bị chôn vùi dưới đất khoảng hơn phân nửa. Chui được vào bên trong để mà khuân từng đầu đạn ra đã đủ vã mồ hôi. Nhưng cực nhọc cắt mấy thì chỉ tiêu vẫn phải hoàn tất. Lúc những cái đầu đạn đã được khuân ra hết, vừa đậy mấy cái tấm tôn lại thì một tên quản giáo trở tới. Hắn nhìn đống đạn pháo rồi trừng mắt hỏi mọi người. Ai bảo là các anh để đầu đạn giữa trời giữa đất như thế này? Tổ trưởng Quách Tứ vội trả lời. Báo cáo anh, khi nãy thì chính trị viên bảo chúng tôi là khuyên ra, xếp ngay ngắn rồi lấy tôn đậy lại. Ngày mai sẽ có một bộ phận khác rồi khuân lên trung đoàn. Tên quản giáo không chịu. Hắn ra lệnh. Sai nguyên tắc,
và không có an toàn. Tôi ra lệnh cho các anh là phải khuân trở lại con ếch. Ôi chào, khuân ra đã đời, bây giờ lại khuân vào. Dù sao thì khuân những cái đầu đạn đã reset, xếp lại con ếch là một điều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một người sẩy tay là nát thịt tan xương cả đám. Nhưng lệnh thì phải làm. Tổ A3 lại bắt tay vào việc. Đặng Xuân Bính chợt lên tiếng hỏi: Mày có biết là tối nay chúng nó đã bắt mình coi phim gì không? Nghe nói là hai phim. Một phim tài liệu tựa là Chiến thắng đường 9 Nam Lào. Phim kia là thuộc loại tình cảm xã hội chủ nghĩa. Có cái tựa kỳ cục lắm, Đến hẹn lại nên. Đến hẹn lại nên là cái gì? Thì tao cũng không có hiểu. Chẳng rõ là chúng đặt tên phim bằng tiếng Lào hay là tiếng Miên nữa. Bính cứ lẩm bẩm: Đến hẹn lại nên, đến hẹn lại nên. Chứ đến hẹn lại nên là cái cụ cại gì chứ mày? Tổ trưởng Quách Tứ coi mòi cũng sợ, rất là sợ chết. Thấy anh em vừa khiêng đạn vừa trò chuyện, Tứ phải luôn miệng chắc: Này, tôi lại các bố chú tâm vào việc khuyên đạn dùm cho. Vừa đi mà như thế này thì là chết tiêu cả đám bây giờ. Đừng có trò chuyện nữa. Kiều đã gắt, nhưng tiếng kẻng thu quân đã vang lên khắp mọi nơi. Vĩnh đứng thẳng lưng nhìn ra xa, nơi những hiện trường lao động của L4T4, L4T5. Mọi người cũng đang thu góp cuốc xẻng để trở về địa điểm tập họp. Riêng tổ A3 phải mỗi người 10 chuyến nữa mới hết hàng. Tổ trưởng Quách Tứ nhìn quanh quất rồi cho lệnh nghỉ tay tập họp. Ngay lúc ấy thì tên quản giáo lại xuất hiện. Nhìn thấy đống đạn mới có vơi phân nửa thì hắn trợn mắt hét to: Tổ này nó chưa, trời đất ơi, chưa có được về. Làm xong thì công tác mới về chứ. Thế là mọi người quay trở lại với lại cái đống đạn pháo. Và nửa tiếng sau thì tổ A3 mới hoàn tất công việc để được tên vệ binh vừa căng nhằng vừa dẫn về trại. Lúc đi qua ao rau muống thì Vĩnh nhìn phía ở ao rau của tổ và đã nghĩ ngợi bâng khuâng. Khi Vĩnh và các bạn cùng tổ về tới phòng thì những người khác đã tắm rửa xong hết. Tổ A4 thay tổ A3 về muộn đang chia cơm ra các thau. Vĩnh lần ra sau bếp tìm cái gầu của mình. Chiều nay thì căn nhà bếp cũng không tấp nập như là buổi chiều khác. Ai cũng lo hưởng thu cái tí tiếp phẩm ở trong nhà, chỉ có tổ A4 lo chia cơm. Trên bếp, người em cột chèo của Nguyễn Thành Đính là Nguyễn Thành Cấp, hải quân trung úy, đang thủ chảo cơm. Với cái xẻng trên tay, Cấp đang phụ trách chia cơm ra các thau. Cấp vốn to con, tính lại háo đói, hôm nay thưa người, Vĩnh nghĩ là bụng thế nào cu cậu cũng vi phạm cái lời dạy, chí công vô tư của Bác Hồ. Nghĩ như thế thì Vĩnh đứng khuất vào một cái tấm tôn sau bếp và quan sát anh bạn đồng quân chủng của mình. Quả nhiên đúng như là Vĩnh nghĩ, trên bếp vừa chia cơm ra các thau, lâu lâu Cấp lại liếc ngang liếc dọc và lủng nhăn vào miệng một cái miếng cơm thật lớn. Vĩnh tính lên tiếng hỏi Cấp một câu xem Cấp trả lời ra sao, nhưng nghĩ như thế quá ác, anh lại thôi. Dù sao cái cảnh Nguyễn Văn Cấp ngậm một mồm cơm mà không nhai, chỉ cố nuốt từ từ như một con rắn đang nuốt một con rắn khác, khiến Vĩnh phải chạy thật nhanh ra giếng để tránh cái việc phá lên cười. Nhập vào đám anh em đang tắm ngoài giếng, Vĩnh ngồi xuống gỡ cái sợi dây gầu bị rối. Giọng Quát Tứ cất lên: Khối còn được hai cái hộp sữa bò nữa. Khi nãy trưởng khối trai họp các tổ trưởng lại đề nghị là việc bắt thăm, nhưng mà tổ trưởng không có đồng ý. Không bắt thăm thì làm sao bây giờ? Trả lại cho cách mạng à? Giỡn hoài mày. Đêm nay coi phim ấy thì người trực phòng sẽ pha sữa cho cả khối uống đó mày. Chứ ai hiểu pha bằng cách nào thì Tứ đã cắt nghĩa. Để cho công bằng và để cho mọi người đều được hưởng cái tí hương vị sữa của nhân dân, người trực phòng cứ việc nấu một cái chảo lớn và đổ hai hộp sữa vào. Như vậy thì uống nước rửa bát con béo bổ hơn. Ê, chê thì đừng có uống nha. Tập thể quyết định là sáng sớm, cá nhân chỉ việc chấp hành thôi. Tổ A3 không ai bàn thêm gì nữa. Ai cũng lo tắm vội để mà vào ăn cơm và tập họp lên hội trường kịp với lại mọi người. 4 giờ chiều thì chiếc kẻng tập trung của các trại nối tiếp nhau khua vang. Các khối của trại L4T3 đều lần lượt kéo nhau lên hội trường. Trên sân khấu của hội trường chưa thấy tên quản giáo nào xuất hiện.
Dưới này gặp lại nhau, bạn bè khác khối, chuyện nổ ra như là bắp rang. Mãi 15 phút sau thì tiếng hô "đứng dậy" của liên khối trưởng Nguyễn Văn Lượm mới cất lên. Bước vào hội trường lần đầu tiên là tên Thảo, chính trị viên, khi đó là những quản giáo của các khối. Chúng bò hết lên sân khấu và ngồi vào các hàng ghế kê sẵn ở trên đó. Tên Thảo tiến tới cái bàn duy nhất đặt ở giữa sân khấu. Hắn ngồi xuống ghế và lần mò bật cái máy ghi âm loại sắt tay để sẵn ở trên mặt bàn. Sau khi thử máy thì hắn mới nói: "Các anh ngồi xuống có nghe rõ chưa ạ?" "Dạ rõ, rõ, rõ." Tên chính trị viên ngoắc lên khối trưởng Lượm lại rồi mới nói với hắn gì đó. Lượm chợt quay lại phía anh em, nói thật lớn: anh Hóa, cầm căn khối ở ba đâu rồi? Anh Hóa, khối ba đâu rồi? Cả gần 3 phút sau thì Hóa mới lên tới sân khấu, giọng tên chính trị viên lại cất lên: trước khi lên lớp đề nghị anh Hóa bắt giọng cho anh em hát một bài thì phải hát cho thật to, thật thật khí thế nghe chưa?" Tiếp theo câu nói của tên chính trị viên, Hóa uể oải bắt giọng bài hát Giải phóng miền Nam. Cả hội trường vang lên một bài cách mạng có nội dung rất là chửi cha mình. Khi bài hát chấm dứt thì tên chính trị viên ra lệnh cho Hóa trở về chỗ ngồi rồi cất tiếng: "Hôm nay đó là thay mặt cho ban chỉ huy trại, tôi nên nớp các anh vài cái điểm then chốt trong cái nghệ thuật phim ảnh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế đó là tôi sẽ phổ biến những cái nội quy, quy định trong cái nền mà các anh được trên chiếu cố cho xem phim tối nay. Yêu cầu trước mắt là các anh phải tuyệt đối im lặng, tập trung vào lắng nghe để mà chấp hành tốt." Nói tới đây thì tên Thảo mở ra trước mắt một cái tờ giấy. Hắn nhìn qua một mặt giấy rồi bắt đầu nói: "Trong thế kỷ này đó, thế kỷ 20 này, phim ảnh không còn là một cái chuyện lạ đối với bất cứ ai. Đâu đâu cũng có phim ảnh, và người đi thưởng thức cái nghệ thuật phim ảnh rất là để mua vui, nhất là trong cái xã hội tư sản phản động. Riêng đối với lại phe xã hội chủ nghĩa thì phim ảnh không những là một trong những cái phương tiện giải trí mà nó còn là một trong những cái phương tiện giáo dục, tuyên truyền, phản ánh trung thực về cái tính đấu tranh giai cấp nữa. Các anh ngồi đây đó là ít nhất cũng có một lần trong đời được xem trình chiếu những cái loại phim ảnh của bọn tư sản phản động. Nhưng cái loại phim ảnh đó đó mang đầy cái bản chất xấu xa của cái chế độ tư bản bóc lột, cổ vũ cho một cái đường lối gu dân, trụy lạc, sa đọa. Hôm nay là trên chiếu cố chỉ thị là cho đội văn nghệ chiếu cái phim Trần Quốc Tuấn về để mà phục vụ trung đoàn ta. Các anh sẽ được coi hai bộ phim vĩ đại do cái xưởng phim Nhân dân và Quân đội Nhân dân sản xuất. Bộ phim thứ nhất là sẽ cho các anh thấy là Quân đội Nhân dân thực chất anh hùng như thế nào. Nó cũng cho các anh thấy là cái sự thật quân đội Ngụy đã thua một cách triệt để tại đường số 9, năm nào ra sao. Phim thứ hai sẽ là một cái phim tình cảm xã hội chủ nghĩa. Qua cái phim này thì các anh sẽ thấy được cái sự tuyên truyền của Mỹ Ngụy đều là náo khuyết." Bên dưới, Vĩnh và vài người khác bắt đầu len lén đốt đón kéo thuốc lào với nhau. Trong khi bên trên tên chính trị viên nói về cái tính luyến ái trong giai cấp vô sản, thì Đặng Thế Tiến dưới này cũng bắt đầu bàn về một quyển sách mà anh ta vừa đọc được. Đây là câu chuyện tình của một anh hùng Quân đội Nhân dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quyển sách Tiến lượm được khi đi lao động tạp dịch trên trung đoàn đã mất bìa và nhiều trang bên trong. Thế nhưng với những cái trang còn lại, Tiến vẫn lượm ra được hàng trăm câu chuyện khôi hài. Tiến mới kể: Mấy ông có biết không là trai gái vô sản yêu nhau như thế nào không? Nè, nghe một đoạn nghe sau đây nhé." Nói đoạn thì Tiến lấy giọng khe khẽ một đoạn văn theo cái trí nhớ. Hồ là đẹp như một tấm chiếu của xí nghiệp chiếu Hà Nội. Cơn gió mà heo mây của trời tháng 9 đem lá vàng chạy khắp mặt đường. Tuấn ngồi ở bên người yêu, thả mắt ra mặt hồ nghĩ ngợi. Không, ta chưa thể lấy yến, ta là đảng viên, thành phần cốt cán, phải tiên phong trong việc thực hiện chính sách ba khoan của đảng. Khi đất nước chưa có thống nhất, miền Nam vẫn còn bị Mỹ Ngụy tạm chiếm,
ta đâu thể vui cái vui của riêng mình được. Giọng cô gái mới cất lên. Anh Tuấn ơi, anh đang nghĩ gì thế? À thì anh đang nghĩ giống như là điều em nghĩ đây. Cô gái lẽn vẽn nhìn xuống đất, tay mân mê mấy cái rễ cổ thụ nổi gồ ở trên mặt đất như những con giun khổng lồ. À biết em nghĩ gì mà dám nói là nói càn như vậy. Tuấn vội vuốt tóc người yêu cười xòe xòa. Ô xin lỗi em, anh đùa ấy mà. Em nào dám bắt nỗi lỗi anh chứ. Cô gái nhỏ nhẹ. Mà này anh à, anh có biết là tin mừng vĩ đại của em không? Tin mừng gì thế? Tuấn hỏi mà trong lòng phát run lên. Anh nghĩ bụng hay là Yến chữa mất rồi? Thế rồi một quyết định chạy thật nhanh đến óc Tuấn. Nếu có thì phải phá, nhất định phải phá. Bất chợt tiếng trách cứ êm đềm của Yến cất lên. Chưa có người hôn phu nào lại vô tình như anh. Thôi em nói để anh mừng cho em vậy. Em đã... Một con kiến cắn nơi một ngón chân, khiến cho cô gái phải cúi chân gãi và suýt xoa. Tuấn nóng ruột nói thúc. Đã sao? Cô gái ngước nhìn người yêu cười tủm tỉm. Em đã được xí nghiệp bông băng đề bạt đảng viên kỳ này. Tuấn chợt thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. À thật đúng là một tin mừng vĩ đại. Anh rất lấy làm hãnh diện. Hôm nào anh công tác xê? Tuần tới rồi em à, em có buồn không? Cô gái chợt ngước đôi mày thật rập. Ô cái anh này hay nhỉ, sao lại lãng mạn tiểu tư sản đến thế? Em đang mong anh đi xê sớm hơn đây này. Anh đi rồi em sẽ sắp xếp công tác ở bãi thượng kỳ này luôn. Chiến dịch trồng cây nhớ bác đang triển khai mạnh. Xí nghiệp em đã hạ quyết tâm thực hiện 1 triệu gốc bông vải vùng bãi thượng. Anh còn nấn ná ở đây là em chưa có thể đủ điều kiện hăng hái xung phong. Nói tới đây thì cô nhìn liếc chàng trai một cái rất tình và rất nhanh. Tuấn cả cười, anh lại vuốt tóc người yêu. Anh nói đùa đấy chứ, anh đâu có yếu mềm như thế. Xa nhau để công tác được thực hiện tốt đẹp, đạt chỉ tiêu nhà nước là một nghĩa vụ đấy chứ. Anh luôn mong trong tình yêu chúng ta phải can đảm, nhất là đừng bao giờ để cho ánh sáng bác, ánh sáng đảng bị lu mờ một chút nào. Đọc xong đoạn văn, Tiến thúc vào vai Vĩnh một cái. Nè, mày thấy cái ái tình xã hội chủ nghĩa chưa? Rùng rợn, lòng lợn tuyết căn chưa? Nói rồi Tiến cầm cái điếu rồi mới tiếp. Tiền sư chúng nó ái tình cái đếch gì mà trai gái hẹn hò toàn nói chuyện công tác, toàn là nói chuyện ánh sáng bác và ánh sáng đảng. Bên trên sân khấu, tên chính trị viên Thảo vẫn thao thao bất tuyệt về nghệ thuật điện ảnh vô sản của hắn. Rồi đây là cách mạng sẽ tạo nhiều điều kiện hơn để mà cho các anh có dịp thưởng thức phim ảnh của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, như là Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary và có thể có cả phim của nhân dân Mỹ tiến bộ nữa. Qua các phim ấy thì các anh sẽ được nhìn thấy nhiều hơn về cái con người, cũng như là về cái xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại của các nước sống dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Còn bây giờ thì tôi phổ biến vài một nội quy cơ bản trong lần xem phim tối nay. Yêu cầu là các anh chú ý nghe để mà chấp hành cho tốt đấy nha. Bên trên sân khấu, tên chính trị viên Thảo vẫn thao thao bất tuyệt về nghệ thuật điện ảnh vô sản. Nói xong, tên Thảo lại ngó vào một tờ giấy khác. Ngó hơi lâu, một lúc thì hắn quay sang đám đông. Vì những khó khăn trước mắt, cách mạng chưa thể là có đủ điều kiện để mà trình chiếu các phim ảnh ở cái cấp tiểu đoàn. Do đó là đêm nay đó là đội chiếu phim sẽ thực hiện trình chiếu ở cấp trung đoàn. Có nghĩa là ngoài tiểu đoàn ta, còn nhiều tiểu đoàn khác nữa cũng về một cái địa điểm để mà tham dự cái buổi chiếu phim. Vậy thì nội quy quy định cho các cải tạo viên trong lần đi xem phim đêm nay như thế này. Thứ nhất là tuyệt đối phải trật tự và yên lặng khi mà di chuyển ra cái địa điểm tập trung xem phim. Thứ nhì, tuyệt đối là cấm liên hệ với lại cải tạo viên các trại khác. Thứ ba là đội hình phải được luôn luôn duy trì tốt. Và thứ tư là ngoài bãi chiếu, cái sự tiêu tiểu là phải đi đúng nơi quy định. Thứ năm, trong khi xem phim là tuyệt đối im lặng, lắng nghe người thuyết minh, nắm vững cái nội quy
cũng như là cái nội dung của phim để mà sửa soạn cho cái việc viết cái đề cương cũng như là thảo luận sau này. Thứ sáu là các tổ trưởng, các khối trưởng và an niên khối trưởng phải đôn đốc kiểm soát các tổ viên của mình chấp hành tốt cái nội quy quy định. Mọi sai trái là phải được báo cáo kịp thời để mà cán bộ quản giáo giải quyết. Thứ bảy là khi mà kết thúc cái buổi trình chiếu, các khối chỉ được đứng lên tập họp trở về trại khi mà có lệnh. Và trên đường về vẫn phải tuyệt đối giữ trật tự im lặng và giữ đúng cái nội quy của quy định. Thứ tám là vệ binh có quyền bắn hạ tại chỗ bất cứ ai rời cái vị trí mà không có phép của các cán bộ quản giáo hoặc là vệ binh phụ trách an ninh cái đêm trình chiếu đó. Và cuối cùng thì mọi sai trái với cái nội quy này sẽ đều bị nghiêm trị. Tên chính trị viên đã phổ biến xong cái bản nội quy đi xem phim. Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói lớn: "Bây giờ, trước khi các anh trở về khối để mà sửa soạn, yêu cầu ăn hóa nên bắt nhịp cho tất cả hội trường hát thêm một bài hát nữa. Các anh nhớ là không hát thì thôi, mà đã hát thì phải hát cho to, cho khí thế. Hát như là ban nãy nó chưa có đạt yêu cầu. Hát nhạc cách mạng mà cứ thỏ thẻ như là cầu kinh ấy, nghe nó phản động ghê lắm đấy." Hóa lại bước lên sân khấu, mọi người lại cầu kinh thêm một lần nữa. Chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời, dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Mời quý vị bước vào phần thứ 14. Phương hướng nào nhìn ra mắt em? Hàng sóng sâu che mắt sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau. Tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều. Xem phim ảnh cũng là một cái hình thức giáo dục của xã hội chủ nghĩa. Cách mạng đã xác quyết như vậy, thế nên tất cả đều buộc phải tham dự. Mỗi khối chỉ được phép lưu lại nhà một người trực để căn phòng việc củi lửa. Nguyễn Thành Dính được may mắn nằm trực nhà. Giờ giáo dục bằng phim ảnh đã tới. Khối 1 tiến ra cổng theo đội hình hàng 2 đầu tiên, tiến tới khối 2, khối 3, khối 4 và sau cùng là khối đuôi què, mù chột. Hơn 500 người đều nối đuôi nhau theo một đội hình hai hàng như một con rắn khổng lồ đang trườn mình ra ngoài con đường trắng nhựa trước mặt bộ chỉ huy trại tù. Con rắn đang dần dần bò về địa điểm chiếu phim tọa lạc gần khu nhà tiền chế nằm giữa L4T1 và L4T2. Mặt trời chưa lặn hẳn. Ánh nắng chiều loáng thoáng trên các khẩu súng AK-47 của bọn vệ binh giữ an ninh trục lộ. Ra tới ngã ba đầu tiên trong căn cứ trảng lớn, Vĩnh mới nhìn thấy bốn phương tám hướng còn nhiều con rắn khác đang đồng loạt bò về cùng một địa điểm. Vĩnh cất bước lên mà nghe mệt mỏi trong người. Anh đã khai bệnh sĩ được ở nhà nhưng phút cuối tên quản giáo không cho. Vĩnh cuối cùng tự tìm ra một lý lẽ để vui, rằng biết đâu trong lần đi xem phim này, anh lại được tình cờ gặp lại một người thân yêu nào đó. Địa điểm chiếu phim là một bãi đất rộng thênh thang và cỏ lau đã được tương đối dọn sạch. Theo sự sắp xếp, khối 2 đã vào ngồi đúng vị trí của khối. Đây là một vị trí tương đối tốt vì được ngồi ngay cánh phải chiếc Molotova của đội chiếu phim. Bên cạnh khối 2 là đoàn nữ tù của L4T1. Tiếng giáo gian Trương Thanh Long gặp cô bạn cũ tri nào đó từ hồi còn ở trại cũ cất lên: "Em khỏe không?" Một cô gái xanh xao lên tiếng trả lời: "Sao bạn không tự hỏi anh?" "Bên này ăn uống xà bát lắm em ạ." "Chứ bộ em bên thừa mứa chắc." Tên vệ binh nghe lọt tiếng chuyện trò vội vác súng tới. Hai người im ngay và mỗi người tảng lờ nhìn đi một nơi khác. "Tụi mày gặp ai gì đấy hỉ?" Không ai trả lời. Tên vệ binh quay nhìn đám nữ tù: "Này này, mấy o kia,
ngồi giang ra. Bên nữ tù, một vài người lết xa khỏi cái đội hình khối hai một chút. Tên vệ binh hăm he qua loa rồi bỏ đi. Một giọng nói trọ trẻ cất lên ngay sau lưng Vĩnh. Giọng thằng Ba Tô. Yêu cầu anh Long giữ đúng nội quy nhé. Long có vẻ ngại Ba Tô. Nghe Ba Tô nhắc khéo nên hắn im luôn. Trên xe Molotova, bọn chuyên viên chiếu phim đang sửa soạn máy móc. Tù cải tạo của các trại mỗi lúc kéo đến mỗi đông. Nửa tiếng sau thì cả một cái vuông sân rộng rãi đã đen nghịt người. Một anh chàng cải tạo ngồi phía trên được trưng dụng giúp một tay dựng cột và giăng cái tấm màn trắng lên. Vĩnh nhìn quanh để ước lượng, ít nhất cũng phải là 3.000 người. Tất nhiên Vĩnh nghĩ bụng, nếu như một quả CBU được ném xuống đây thì sẽ ra sao nhỉ? Thật là nhẹ gánh. Thế nhưng ngược lại, nếu tự dưng có hàng trăm chiếc trực thăng mang huy hiệu không lực Mỹ chẳng hạn, chẳng biết từ đâu ra ào ào đáp xuống đây thì mình sẽ xử trí ra sao? Liệu cả 303.000 người tù có cùng một lượt nhảy, dám nhảy lên hết lên chiếc máy bay hay không? Óc tưởng tượng của Vĩnh dẫn anh đi xa hơn. Cứ giả dụ anh nhảy lên đi, nhưng vừa đặt đít xuống cái sàn máy bay với cái hy vọng tràn trề được đồng minh giải cứu, thì từ cockpit vang lên cái giọng nói của viên phi công, một giọng nói đặc quánh nhựa thuốc lào của một thằng cháu Bác Hồ thứ thiệt. Này đồng chí, nái phụ nè, đồng chí đếm xem là có bao nhiêu thằng xanh đỏ vỏ để mà nó dám nhảy lên trên máy bay ta. Chào ơi, phải bắn nó đi. Trời, lúc ấy biết phản ứng ra sao. Sự tưởng tượng của Vĩnh bị ngắt đoạn khi tiếng thử máy vi âm của tên chuyên viên chiếu phim vang lên. 123, 123, 1123 thử máy 123. Máy tốt, máy tốt. Tên chủ nhiệm buổi trình chiếu xuất hiện trên cái tấm bừng sau chiếc Molotova. Hắn cầm lấy máy ghi âm từ tay chuyên viên và bắt đầu nói. Bây giờ còn sáng, nội dung lúc các đồng chí chuyên viên thử máy thì tôi giới thiệu qua cái quá trình hoạt động của đội chiếu phim Trần Quốc Tuấn để các đồng chí quán triệt nhé. Đội đã có quá trình phục vụ đảng, nhân dân và quân đội trong suốt hai cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để mà giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho là dân tộc. Đã trình chiếu lưu động phục vụ các đơn vị trên mọi chiến trường từ Bắc vào Nam. Đội đã thực hiện chiếu gần 200 cái bộ phim các loại, đã phục vụ gần 1 vạn lượt người xem đấy. Thành tích này đã được biểu dương trước quân đội nhân dân và hắn cái huy chương sao vàng hạng 2. Hôm nay là đội nhận chỉ thị để đây về phục vụ các đồng chí cải tạo viên tại E này. Đội cho lần lượt là chiếu 2 bộ phim vĩ đại do 2 xưởng phim nhân dân và quân đội nhân dân phối hợp đạo diễn và sản xuất. Bộ thứ nhất là phim Đường 9 Nam Nào. Bộ thứ hai đó là cái phim tình cảm xã hội chủ nghĩa Đến Hẹn Lại Nên. Mục đích yêu cầu là mọi người phải tuyệt đối giữ trật tự đấy nha. Có thái độ là thưởng thức thành khẩn và nghiêm túc, tránh gây mọi trở ngại cho đội trong khi mà đội chấp hành công tác chiếu phim. Yêu cầu là các đồng chí thủ trưởng hướng dẫn, đôn đốc các đồng chí cải tạo viên thu hẹp đội hình để dành chỗ trống cho các đơn vị khác đến sau. Nói tới đây thì hắn đảo mắt một vòng, nhận thấy còn một số người mới đến đứng ngay trước mũi xe mô tô va và chưa có chỗ ngồi. Hắn vội ngó xuống khoảng trống giữa khối 2 và khối nữ tù nói lớn. Đây này, còn chỗ này, trống này nè. Các đồng chí đứng ở trước cái mũi xe có nghe thấy không này? Yêu cầu các chị gái ngồi ngay bên hông phải của chiếc xe lắng nghe. Yêu cầu đồng chí quản giáo nào đó phụ trách cái bộ phận các chị gái này là cho bộ phận của các chị ấy giãn ra một chút, cho cái bộ phận của các anh đứng trước mũi xe chen vào. Câu nói của tên chủ nhiệm buổi trình chiếu vừa dứt thì cả một rừng người phá lên cười. Ngôn ngữ nôm na của vẹm thật là hay hết chỗ nói. Yêu cầu bộ phận các chị gái giãn ra cho bộ phận các anh trai chen vào. Tiếng Việt Nam trong thế kỷ 20 mà còn nôm na đến thế thì thật là tuyệt cú mèo. Thấy cả một rừng người bỗng dưng phá lên cười, tên chủ nhiệm đội chiếu phim không hiểu nguyên do sao thì hắn ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì nè mà các đồng chí cười ghê thế? Nói rồi thì hắn đổi giọng nghiêm khắc. Lúc này đó là không phải là cái lúc chừng giỡn. Tôi yêu cầu là các đồng chí nghiêm túc và khẩn trương nghe theo cái sự hướng dẫn để mà sớm bước vào ổn định vì cái giờ chiếu phim sắp đến.
Tôi nói lại là bộ phận các chị gái đang ngồi ở bên hông xe đây này, hãy giãn ra cho cái bộ phận của các anh trai vào đứng. Tiếng cười lần này nổ như là một cái quả bom nguyên tử hạng nặng, phóng xạ tếu của bọn ngụy lan tràn khắp nơi. Tên chủ nhiệm cáu tiết không có thèm nói nữa, hắn nhảy xuống khỏi bưng xe và hùng hổ tiến lại phía đám nữ tù của trại L4T1. Hắn giận dữ la lên: mấy đồng chí cái này, mấy đồng chí có điếc không? Tôi đã bảo là mấy đồng chí nhãn ra cho mấy người sau kia họ đi vào ổn định, tại sao lại cứ là nần khân mãi vậy? Các người đẹp thành Sài Gòn xưa bà nào cô nấy đều đỏ mặt tía tai cả. Giữa trời giữa đất thế này mà nó cứ oang oang bắt mình giãn bộ phận ra cho bộ phận mấy thằng sáu đâm kia vào thì còn trời, còn đất nào nữa không được. Bực thì bực, rốt cuộc thì một cái chỗ trống giữa khối hai và khối nữ tù đã thành hình. Nó đủ rộng cho một cái khối khác còn đứng phía sau di chuyển vào ngồi. Mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm bắt đầu buông. Tiếng người thì thầm, tiếng ghét nhái, tiếng côn trùng rầm rì cả một góc trời. Rồi thì buổi chiếu phim cũng bắt đầu. Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, những con số ngoằn ngoèo chạy thật nhanh 654321. Thốt nhiên những tiếng nổ vang trời kèm theo những cái hình ảnh đen trắng đầu tiên xuất hiện là các lần đạn bắn ngang dọc bừng soi sáng ở trên cái màn ảnh. Lẫn trong tiếng nổ ầm ầm là bài quốc thiểu máu me của Hà Nội vang vang với lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay lên trên một cái nóc hầm nào đó ở một trận tuyến nào đó. Hàng chữ kế tiếp cho người xem biết đây là cái chiếu phim Chiến thắng đường 9 Nam Lào. Dĩ nhiên từ đầu chí cuối cuốn phim toàn là thứ tuyên truyền kiểu năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến lại càng thắng to. Tuy nhiên có một vài hình ảnh cũng làm cho anh em bùi ngùi. Đó là cảnh một vị đại tá lữ đoàn trưởng dù thất trận bị bắt dẫn đi cùng với lại ban tham mưu của ông ta. Vị đại tá tay chống ba tong và bước đi với dáng điệu mệt mỏi. Giọng Đỗ Duy Tích cất lên bên tai Vĩnh: ông thấy tao, ông thầy tao đó, ông thầy tao đó tổ mẹ nhà nó, chạy chú chết mới thoát bị khỏi vồ trận này vì mấy cái thằng Mỹ chó chết đó, nó bỏ nửa chừng không có yểm trợ nữa. Một giọng khác vui đùa: à, nhưng mà lần này mình chạy không thoát. Thoát thế nào được? Một mặt là một trận đánh không có công bằng, một bên súng đạn ê chề, một bên thì một đổi một. Tổ mẹ là nó, ác ở cái chỗ là phút cuối thằng Mỹ nó toàn là đòi đổi đạn súng côn và quân trang quân vụng mới chết cha mình chứ, tiên sư cha nhà cái hiệp định. Càng nghĩ càng bực. Thôi đừng bực nữa ông ơi, cái thân nhược tiểu nó là như thế đấy. Cái thằng thua nó là đồng kiếp với lại khuyển mã như nhau. Cứ để rồi xem, khi nó chết nó sẽ chết còn thê thảm hơn mình. Đợi tới lượt nó chết thì mình đã trắng xương. Nhưng cháu con mình sẽ sống thôi. Thằng này nó là ảnh hưởng lối ăn nói cộng sản mất rồi, há miệng là đời con cháu mai sau. Thế kiếp mình là kiếp chó à? Cũng phải được sống chứ. Nhưng mà lỡ kẹt không có được sống thì sao mày? Cái màn ảnh bỗng nhiên trắng phau, có lẽ đã hết một quật. Ngọn đèn 100W nơi chiếc Molotova chợt sáng lên. Giọng tên chuyên viên phát qua cái máy phóng thanh: các đồng chí vừa xem xong cái phim tư liệu Chiến thắng đường 9 Nam Lào của xưởng phim Quân đội Nhân dân. Trong vài phút nữa thì đội chiếu phim sẽ mời các đồng chí xem tiếp cái cuốn phim thứ hai, đến hẹn lại nên. Bên dưới lại nổi lên những cái lời bàn tán. Đến hẹn lại nên? Đến hẹn lại nên là cái con khỉ gì? Tiếng Việt hết chữ rồi sao mà lại đặt cái tựa phim nghe mà nó quái đản đến cái độ không ai hiểu nổi. Rồi thì cuốn phim đã được chiếu. Đây là một cuốn phim chiếu lại những cái cảnh hát quan họ Bắc Ninh. Tới mùa hát, trai gái hẹn hò hát về một cái địa điểm để hát đôi. Khi tan mùa, họ chia tay và hẹn hò gặp lại nhau trong cái mùa hát quan họ năm sau. Như vậy là nhan đề cuốn phim là Đến hẹn lại lên, có nghĩa là đến kỳ hẹn lần sau mình lại kéo nhau lên đúng cái chỗ này. Đã 5 lần 7 lượt Vĩnh xin đi tiểu để cầu may là có gặp được ai quen quen nơi cái bãi đất có kê sẵn mấy cái thùng khuy cắt đôi là làm để mà làm cái chỗ tiểu hay không. Thế nhưng anh chẳng gặp được ai quen. Lần sau cùng đi tiểu vừa bước ra khỏi cầu tiêu, cách chiếc Molotova không quá 10 thước,
vẫn bị chặn lại nơi một gốc cây tối vì ánh điện từ xe không rọi tới được. Tiếng một phụ nữ thều thào cất lên: "An ơi!" Nghe tiếng gọi khẽ, Vĩnh tính đi luôn. An cũng ngại bị bọn khung gài bẫy. Thằng tù nào lạng quạng móc ngoặc trốn chạy hoặc là trao thư nhờ chuyển về gia đình là thác sớm. Nhưng tiếng gọi lại một lần nữa cất lên, rõ ràng là tiếng gọi rằn mặt và ngọt ngào của một phụ nữ người miền Nam. "An ơi, tôi ở khối 14L4T1 đây. An dừng chân cho tôi nhờ tí được không ạ?" Vĩnh chậm rãi đứng khuất vào bóng tối trước khi đã quan sát xung quanh thật là cẩn thận. Anh không nhìn cô gái mà nhìn vào một bụi rậm trước mắt, khẽ hỏi: "Cô cần gì?" "Anh ở L4T3 phải?" "Vâng, cô cần gì?" "Anh ở khối mấy?" Vĩnh ái ngại quá. Nói chuyện thế này chúng vồ được quả tang thì có mềm xương. Sau cùng thì Vĩnh cũng đáp: "Khối 2." "Anh có quen ai tên là Trần Văn Tỉnh ở trung ý biệt động quân không?" "Không." "Tôi nói nhanh nhé, nếu được được thì xin anh giúp cho. Tôi là Linh, thiếu úy nữ quân nhân. Nhà tôi là Tỉnh, mà tôi vừa nói với anh, chúng tôi cũng bị đi cọc cải tạo." Cô gái nghĩ ngợi một chút rồi hạ giọng nói như là thì thầm: "Tôi muốn nhờ anh chuyển hộ cho nhà tôi lá thư thư này nè. Nếu anh nhận lời xin anh xích lại đây." Vĩnh bằng khoằng, không biết có nên nhận lời giúp hay là từ chối hay không đây. Chà, mấy liên hệ linh tinh này đã khiến nhiều anh bị vạ vịt nằm co nách cả tuần lễ. Dù sao Vĩnh cảm thấy không thể từ chối được. Anh mới khẽ nói: "Thôi được, đưa thư đây." "Ý không được, anh đi gần lại gốc cây kia kìa. Cứ giả bộ đi tiểu nơi ở gốc cây đi." Sau khi cô gái nói rằng là anh đến gần lại cái gốc cây và giả bộ đi tiểu, thì Vĩnh liếc thật nhanh về phía đám đông. Nơi đó có mấy thằng vệ binh nó đang đứng. Tất cả đều đang chăm chú xem những cái hoạt cảnh sau cùng của phim Đến Hẹn Lại Lên. Anh rủi nhanh về phía gốc cây tối đen. "Chị đưa thư nhanh đi. Tôi là đàn ông mà đút đầu vào cái khu vực tiểu tiện của đàn bà dễ bị lăn búa lắm đó." Cô gái không nói gì nữa. Nàng dúi vào tay Vĩnh một cuộn giấy chỉ nhỏ bằng một ngón tay cái. Vĩnh cầm lấy cái cuộn giấy, nhìn trước ngó sau, và khi biết chắc là không có ai để ý, anh xoay lưng bước nhanh trở lại vị trí của khối 2. Tiếng cảm ơn của cô gái thoảng theo. Về tới chỗ ngồi rồi thì Vĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh nắn nắn cái cuộn giấy trên tay. Chỉ từng này thôi nhưng mà anh biết nó gói ghém biết bao nhiêu là nhớ nhung ân tình. Vĩnh nhét cái thư thật kỹ vào trong cái túi quần đùi. Anh khoan khoái nghĩ mình tự dưng biến thành một cái thứ nhịp cầu ô thước. "Khi nãy là ông làm cái chi nữa?" Một giọng trọ trẻ tiếng Huế cất lên ở bên tai khiến Vĩnh thất kinh hồn vía. Một tích tắc qua đi, dù không ngoái đầu lại, Vĩnh đã biết ngay đó là giọng cái thằng Ba Tô. Vĩnh cứ nhìn lên màn ảnh và giả vờ như không biết có người hỏi mình. Thằng Tô vẫn không buông tha, nó hỏi nữa: "Ông Vĩnh, khi nãy thì ông làm cái chi ở ngoài gốc cây rửa?" Vĩnh quay phắt lại, anh dằn giọng: "Ê Ba Tô hả, gì đó mày?" Ba Tô chợt cười gằn một cái độc ác không thua gì nụ cười của cái thằng an ninh chạy. "Tôi hỏi ông là ông vừa làm cái chi ở ngoài gốc cây kia đó?" "Đại chứ làm mẹ như mày." Vĩnh giả cáu để mà phủ đầu. Ba Tô thấy Vĩnh cáu hơi sớm, hắn mới hề hà: "Ông may đó là khi nãy là tôi đi tiệu, gặp phải một nữ cán bộ trung đoàn đứng dàn cạnh nhờ, rồi còn liên hệ linh tinh dùm đó hả? Hảo ngọt đó là mang họa rồi đấy." Nghe thằng Ba Tô nói dứt câu thì Vĩnh đã hiểu hết câu chuyện. Thì ra hắn cũng đã bị người nữ quân nhân tên Linh nhờ vả. Nhưng máu anten của nó đã làm cho nó nhìn đâu cũng thấy thù trong giặc ngoài, đâm rét. Vĩnh mới cười gằn: "À, mẹ kiếp tôi, đang thèm đường dây đây. Nè, có chất ngọt mà lại chê à?" Ba Tô thấy sự báo động của mình đã không được mang ơn mà còn bị mắc oán, hắn im luôn.
Trên màn ảnh đã hiện lên chữ hết to tướng, rồi đến những hàng chữ giới thiệu xưởng phim, đạo diễn, tài tử, và sau cùng là một khung sáng trắng bóc. Giọng tên chủ nhiệm buổi chiếu phim cất lên tức thì: Các cán bộ vừa thưởng thức hai cái bộ phim do xưởng phim Nhân dân và Quân đội Nhân dân thực hiện sản xuất. Thay mặt cho đội chiếu phim Trần Quốc Tuấn, chúc các đồng chí ra về ngủ ngon. Kế đó có vài tiếng lục đột ở trên hệ thống loa, rồi một giọng nói khác tiếp nối: Giờ đây là phim cũng đã chấm dứt rồi. Bây giờ thì các anh khối trưởng, tổ trưởng lần lượt tổ chức đội hình cho anh em tuần tự ra về nhé. Yêu cầu tất cả là phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đã quy định, trật tự lớp lang để mà giải phóng cái bãi chiếu sớm. Cấm tất cả mọi sự liên hệ linh tinh, cấm rời bỏ đội hình đấy nhé. Khối trưởng, tổ trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải báo cáo nhân số ngay khi mà về tới trại đấy. Lúc khối 2 được lệnh đứng lên so hàng, Bính thầm thì vào tai Vĩnh: Những cái lúc như thế này mà tất chắc được ạ. Vĩnh thầm nghĩ, tụi nó nắm bài đóng chốt là cái chắc. Tao, Bính chưa kịp nói gì thêm thì một chàng AK đã nổ giòn giã phía bờ đất đằng sau trại 2. Thêm vài ba chàng nữa. Ơ chà rồi, chắc có thằng Tích rồi đấy. Chẳng rõ là thắng hay là thua đây. Đoàn người phía trước vừa bắt đầu di chuyển, đã có tiếng thét của bọn quản giáo: Đứng lại, đứng lại, đứng lại ngay, tất cả đứng lại. Các khối trưởng phải điểm danh và báo cáo nhân số khẩn trương ngay nhé. Tiếp theo những tiếng la hét là những tiếng ánh đèn pin sáng loáng qua lại, những cái họng AK lấp loáng của bọn vệ binh phản chiếu đâu đó. Cả nửa tiếng sau, các khối mới báo cáo xong và được lệnh di chuyển tiếp tục. Vĩnh lặp lại: Chà, chắc là có thằng Tách đây. Bính thầm nghĩ, nói nhỏ: Nè, chưa chắc đâu, chúng nó cũng quỷ lắm. Có thể chỉ là những cái chàng súng dằn mặt tụi mình và cảnh giác bọn vệ binh thôi. Những cái hàng người dài mút mùa đã tiến ra con đường nhựa và tắt vào nhiều nhắn. Dưới ánh sao đêm trông nó như là những cái đuôi của một con bạch tuộc khổng lồ vươn dài mãi ra. Khối 2 đi theo nhánh L4, T3. Đoàn tù khập khà khập khiễng nối đuôi nhau nửa tiếng sau mới về đến trại. Ai cũng thở ra nhẹ nhõm. Những hồi kẻng báo động tập họp điểm danh ở các trại cũng lác đác điểm lên. Rồi đến lượt tiếng kẻng đinh tai nhức óc của L4, T3 tiếp nối. Mọi người trở về khoảng sân trước, lầm lũi đứng vào hàng. Tên quản giáo cư sòng sọc chạy đến: Anh trai đâu? Dạ tôi đây. Nhân số đủ chưa không? Dạ không anh, đủ. Tên quản giáo sửa lại cái thứ đứng và lên lớp tại chỗ. À giờ cũng khuya rồi, tôi tranh thủ là quán triệt các anh vài điểm. Đêm nay là nói chung chung đó, là khối ta đã thực hiện công tác xem phim tốt. Tuyệt đại đa số là nó chấp hành đúng cái nội quy quy định trong cái buổi chiếu. Tuy nhiên là qua theo dõi thì trại cũng ghi nhận được một vài cá nhân vi phạm quy định liên hệ linh tinh với các trại viên khác. Trường hợp này nó không có rơi vào khối ta. Nhân dân quản giáo tôi biểu dương các anh. Hy vọng là những cái lần mà xem phim kế tiếp, khối ta sẽ phát huy tối đa cái ưu điểm tối nay để mà đạt yêu cầu của trại, cũng như là không có phụ lòng chiếu cố của cách mạng. Bây giờ thì các anh trai đâu rồi? Cho anh em tan hàng về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi nhắc lại là vài điểm quan trọng. Vào khung á thì vừa quyết định xem á là các anh có nghe được tiếng nổ rồi đấy. Như vậy đó là các anh là phải về phòng nghỉ ngơi hết. Hai là nó tiêu tiền phải đúng nơi quy định, không có được gần hàng rào nhé. Hai điều này là các anh phải chấp hành rất tốt và nghiêm túc tối nay. Tôi cũng nói sơ qua để mà các anh nắm vững cái tình hình hơn. Khi nãy là vệ binh đã nổ súng vây bắt được mấy thằng phản động, thừa lúc ta xem phim đã mò vào gần hàng rào để mà có những cái ý đồ đen tối. Nói tới đây thì tên quản giáo ấm ờ. Nghe nói là hình như là bắt được hai hay là ba thằng gì đó mà. Trên đang làm việc với chúng nó. Nói tới đây thì tên cư nhìn lên bầu trời khuya một thoáng rồi bảo khối trưởng trai: Thôi bây giờ anh trai cho anh em tan hàng vào nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong thì tên quản giáo quay người bỏ đi trước. Khối trưởng trai mệt mỏi khoa tay một cái, đám đông uể oải rã ra như một cái tiếng miếng bánh mì ngâm trong nước. Vĩnh mò vào phòng, anh đứng mênh mang để mà cầm cái lá thư cuộn chặt nhét ở trong túi quần đùi. Một lúc thì Vĩnh mò đến chỗ đến ngủ. Hắn đang mắc mùng, Vĩnh xả xuống: Đính, có chuyện cần hỏi mày. Gì đó? Mày biết là bên khối 4 có thằng nào tên là Tỉnh không?
Tao chỉ biết là bên khối ba cái thằng Hóa có thằng quản giáo tên là Tĩnh thôi. Cái thằng á mặt vừa đần lại vừa phị như là con heo nọc vậy. Ê tụi mình kìa, mấy thằng chó đẻ ấy tao hỏi làm gì? Và lại là bên khối bốn. Đính vừa thắt lại một cái dây treo mùng bị sút vừa nhún vai. À vậy thì không biết này. À, mà gì thế? À, khi nãy xem phim có vợ của một cái thằng tên là Tỉnh ở bên khối 4 nhờ tao chuyển một lá thư tình. Vậy hả? Ừ, vậy làm sao bây giờ? À, có thế mà cũng lúng túng mày. Mày cứ lần sang bên khối 4 tìm cái thằng Tiến mà hỏi thì biết ngay chứ gì. Nghe có lý. Vĩnh đứng lên quay đi. Vừa dậm bước ra tới cửa thì Dính đã chạy theo. Hắn níu Vĩnh lại, nói nhỏ bên tai. Nè, có chuyện vui cho mày nè. Rồi cứ đi hành nghề bưu tá viên đi, trở về thì sẽ biết. Vĩnh bước ra sân. Ác Oanh còn đang bận rộn với cái lời lẽ ấm ở ban nãy của cái thằng quản giáo cư. Sau đó lại vội vàng công bố làm chi cái chuyện mà chúng nó bắt được hai người lạ mò vào trong trại nhỉ. Những cái việc như thế thông thường là cái chuyện tối mật và không có giới chức thẩm quyền nào lại cho công bố liền tay như vậy. Tất nhiên là một bài báo mà Vĩnh đã đọc lâu lắm. Lâu đến cái độ mà anh chẳng còn nhớ báo nào và đọc ở đâu. Bài báo thuật lại là cái cuộc phỏng vấn của một người Nga từng bị giam cầm 15 năm sau cái cuộc cách mạng năm 1917, đã nhờ một cái dịp may gì đó thoát sang được Tây Phương. Nhà báo Tây Phương đã hỏi anh ta là tại sao không có trốn sớm hơn. Và anh ta đã trả lời là: khi tôi còn trong trại thì tôi luôn luôn nghe những cái tiếng tin đồn. À, theo đó thì nay một cái toán bạt vệ về tấn công làng này, thì mai một cái toán bạt vệ khác lại về giải cứu trại tù kia. Chúng tôi đã sung sướng lắng nghe những cái tin đồn ấy và ngồi chờ. Chờ đến năm thứ 15 thì tôi không có còn đủ kiên nhẫn để mà ngồi chờ bên, nên mới tìm cách vượt ngục. Khi mà ra được thế giới bên ngoài thì tôi mới ngã ngựa ra là chẳng hề có một cái đạo tàn quân bạt vệ nào còn tồn tại cả. Và cũng lúc ấy thì tôi mới nhận định ra được rằng là không có riêng tôi mà cả hàng triệu tù nhân khác vẫn tiếp tục bị cộng sản lừa ngay ở trong tù bằng những cái tin đồn có tính cách là chiến tranh tâm lý đó mà. Sâu độc ơi là sâu độc, do chính chúng dựng lên và tìm cách tung vào giữa cái bọn tù chúng tôi. Những cái tin đồn như thế trên thực tế thì đã biến thành những cái viên thuốc ngủ cực mạnh, và cá nhân tôi đã ngủ say suốt 15 năm trời. Vĩnh miếm chặt môi như để hàm răng khỏi đánh vào nhau. Chao ôi, cộng sản Nga lúc phôi phai đã độc như thế. Bọn Hà Nội giờ đã 50 tuổi già, không hiểu là chúng còn độc tới cái mức độ nào. Bước vào khối 4, Vĩnh tìm gặp Tiến và nhờ trao dùm lá thư cho anh bạn tên Tình. Khi trở về khối thì Vĩnh ngạc nhiên trước không khí tấp nập đang diễn ra. Mọi người, kẻ cầm bát, người cầm lon, đang sắp xếp xếp đứng hàng ở dưới bếp. Riêng ông trực nhà Nguyễn Thành Đính thì đứng ở trên bếp với một cái môi lớn ở trên tay. Đính vừa múc trong chảo ra một cái thứ nước nhờ nhờ như là nước vo gạo, vừa đùa vừa giỡn rao. À, sữa phát uống tự do đây, sữa phát uống tự do, mại vô, nhanh tay mới còn, chậm tay vẫn còn, mại vô. Thì ra trong lúc mọi người đi xem phim theo lệnh của khối kho hậu cần thì Nguyễn Thành Đính đã nhóm bếp nấu một cái chảo lớn nước sôi và đổ hai cái hộp sữa vào pha. Giờ đây thì hắn đang phân phát cho anh em thưởng thức cái món sữa bò xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhiều người khác thì vẫn không có nhận ra phần sữa, ăn về chỗ nằm nghĩ ngợi lan man. Hơn nửa tiếng sau thì Đính mới làm xong cái nhiệm vụ. Hắn đến chỗ anh nằm. Nè, có món bất ngờ cho mày nè. Vĩnh mới chán nản hỏi. Ơi ngờ với nghịch, thà tao uống nước sữa rửa bát còn hơn mày. Đính mới cười cười. Khoan nóng mày, đợi chúng nó say sữa ngủ hết rồi tao sẽ cho mày thưởng thức một cái món độc đáo của tao. Đêm hôm đó lúc mọi người đã ngủ hết, Đính lén kéo Vĩnh chui vào một cái góc bếp tối đen. Hắn kéo từ trong cái đống củi ngổn ngang xếp nơi góc bếp ra cái lon Wigo quen thuộc của hắn. Một lúc sau thì Đính lại lôi Vĩnh đi vòng ra sau bếp, chui vào một cái ống tôn cong và ngồi xuống bên nhau. Giọng Đính kết lên vừa thì thầm vừa sôi nổi. Này, nhắm mắt lại ước đi mày. Ước cái gì mày? Thì mày cứ ước mày muốn ăn cái gì. À, trong cái xã hội giàu mạnh này trừ kích,
Còn cái gì cũng là những thức ăn béo bở và đáng ao ước của con người cả mày ơi. Một tiếng tắt vang lên, thứ tiếng động giòn và cứng của một cái nắp hộp sắt bị mở bật ra. Đính chưa kịp nói gì thêm thì Vĩnh đã bàng hoàng nói như là reo lên, dù chỉ đủ cho hai người nghe. Trời ơi, cái gì mà thơm vậy mày? Gà, hả? Tao chơi của chúng nó một con gà, chỉ lóc hai cái sườn sụn và cái cặp đùi thôi. Lông nhỏ còn hơi nham nhám, ăn cẩn thận nha mày. Này 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 này, có cả gan cho mày nữa nè mày. Húp trước tí nước đi, ngọt vô cùng. Nói đến đây, mấy câu mà vẫn không có nghe thấy ông bạn trả lời, đính đâm lo. Sao ngồi chết chân vậy mày? Xúc động quá. Thật à? Ừ, xúc động thật đó. Đêm ấy, với hai cái đùi gà luộc vội với lại tí muối, hai thằng lần đầu tiên mới nhận ra được câu nói của cổ nhân đúng là chim gà cá chặt. Tuy nhiên, nếu nói đúng hơn phải là chim gà cá chặt trong tù, và nếu muốn đúng nhất thì phải chim gà cá chặt của chính bọn cai tù. Và sau đây kính mời quý vị tiếp tục với phần 15. Phương hướng nào nhìn ra mắt em? Lệnh chuyển trại lần thứ hai ban ra khi tù cải tạo vừa bước sang ngày thứ hai của cuộc học tập thảo luận về nội dung cách mạng của hai cuốn phim mới được thưởng thức. Lần chuyển trại khác hơn với lần trước ở cái chỗ, trước khi chuyển trại thì bọn quản giáo chơi một màn xét đồ tập thể. Buổi sáng trước khi tập họp để bước vào thảo luận như ngày hôm trước, các khối trưởng tự dưng được lệnh lên hội ý với lại khung. 15 phút sau, theo sau các khối trưởng là bọn quản giáo và vệ binh có súng ống đầy đủ ập vào các khối. Tên quản giáo cư của khối 2 với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu đứng ngay cửa ra vào. Hắn nói lớn: theo quy định của trên thì hôm nay cho khối ngưng thảo luận. Mọi người khẩn trương thu thập tất cả những đồ đạc cá nhân đem ra trước sân khối. Anh khối trưởng và các anh tổ trưởng sẽ chia cùng để mà để các tổ viên có cái chỗ bày biện cho cái cuộc kiểm tra đột xuất đấy nha. Nói xong thì tên cư bước ra ngoài. Hai đầu phòng có hai thằng vệ binh đứng canh gác và dò xét bọn tù thật là cẩn thận. Mọi người đều muốn bàn chuyện với nhau, nhưng kẹt bốn con mắt của hai thằng vệ binh, thành thử là họ chỉ lặng lẽ thu đồ đạc cá nhân và đưa mắt nhìn nhau. Trong 119 người, không thiếu những người mất bình tĩnh trông thấy. Có anh hốt hoảng không biết là giấu quyển nhật ký bé tí của mình vào đâu. Có anh không biết là giấu mũi bay lót đi lao động lượm được vào chỗ nào. Toàn là đồ quốc cấm cả. Mà nếu không giấu được hoặc là thủ tiêu kịp thời thì bị chúng tìm ra thì hậu quả không thể nào lường được. Đính bỗng thầm thì bên tai Vĩnh: kẹt quá mày, cái quyển kinh thánh của tao giờ giấu ở đâu đây? Vĩnh cũng đang băn khoăn về cái cỗ tràn hạt của mình. Đây là một cái cỗ tràn hạt bằng bạc, đựng trong một cái hộp lục lạc nhỏ xíu cũng bằng bạc. Ngoài nắp hộp có khắc nổi cái hình tòa thánh Vatican. Cỗ tràn hạt này là cái vật lưu niệm của người ăn cả trước ngày ăn đi nộp mình theo cái dạng cấp tá. Câu nói của tên thủ trưởng lần lên lớp vừa rồi vẫn còn vang vẳng ở bên tai Vĩnh. Xã hội ta tự do, trong đó có cả tự do tôn giáo. Nhưng sự tự do ấy chỉ dành cho những cái công dân lương thiện ở bên ngoài xã hội. Các anh là hiện tại chưa có quyền công dân, đang học tập cải tạo. Các anh chưa có được khuyển cái cường tự do ấy đâu. Trước nhất là các anh chỉ có một cái quyền duy nhất là quyền sống để mà học tập tốt, lao động tốt. Trong trại cải tạo không có chấp thuận mọi hình thức như là duy tâm. Có cải tạo thì có nghĩa là phải cấm chỉ mọi cái việc đọc kinh hoặc là đọc hạt. Mọi sự tụ tập có cái tính chất tôn giáo là tuyệt đối bị ngầm cấm đấy nha. Ai vi phạm là sẽ bị nghiêm trị. Anh nào mà nỡ đem theo mình sách kinh thánh hoặc là những cái hình tượng mê tín dị đoan là phải đem nộp cho trại cùng với lại những cái vàng bạc quý kim. Cũng nói thêm là xã hội ta trừ hai cái nghề làm đĩ và ăn cướp ra, mọi nghề khác đều được cho phép hành nghề nếu có đăng ký và có đóng thuế cho nhà nước, kể cả cái việc hành nghề tôn giáo. Tuy nhiên như đã nói là trong cái trại cải tạo là không có chấp thuận bất cứ một cái sự hành nghề nào, kể cả cái hành nghề tôn giáo.
Do đó mà các mạng cũng yêu cầu là các anh cha, các anh sư phải chấm dứt hành nghề tôn giáo bất hợp pháp ngay ở trong trại ngay tức thì đấy nhá. Ai vi phạm coi như là ngoan cường chống lại các mạng. Mà đến bây giờ đó là còn